Hơn 450 thiếu nhi học sinh, các nhóm nhạc, nhảy múa, năng khiếu trên địa bàn thành phố Bà Rịa tham gia chương trình văn nghệ chào mừng quốc tế thiếu nhi do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức. Với chủ đề Mùa hè yêu thương, chương trình văn nghệ chào mừng quốc tế thiếu nhi được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục vui tươi hấp dẫn. Dịp này, Trung tâm Văn hóa tỉnh thông tin về chương trình sinh hoạt hè năm 2024 dành cho thiếu nhi diễn ra từ đầu tháng 6 năm 2024 đến hết tháng 8 năm 2024 với đa dạng các lớp học kỹ năng, năng khiếu dành cho thanh thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi.